Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Những vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất tại Olympic 2020. Huy chương vàng Olympic luôn là niềm khát khao lớn của mọi vận động viên. Với những vận động viên dưới đây, họ là những người thành công nhất tại Olympic 2020 khi sở hữu nhiều tấm huy chương vàng. 1. Kyle 5 huy chương vàng nam vận động viên người Mỹ không phải người giành nhiều huy chương nhất tại Olympic 2020. Nhưng anh là người có nhiều huy chương vàng nhất, với 5 tấm huy chương vàng tại các nội dung của môn bơi. Cụ thể, Jesse có 3 huy chương vàng cá nhân ở nội dung 50m tự do, 100 tự do, 100 bơi bướm, 2 huy chương vàng đồng đội, đều ở nội dung 4 x 100m. Tự do, hỗn hợp, Jesse cũng thiết lập 3 kỷ lục mới ở các nội dung cá nhân, bao gồm 2 kỷ lục Olympic và 1 kỷ lục thế giới không chỉ nổi danh với thành tích ở Olympic 2020, Jesse còn gây ấn tượng mạnh với việc tặng huy chương vàng cho đồng đội, người đã tham dự vòng loại nội dung 4x100m để anh được nghỉ ngơi. 2. Emma Mắc Công, 4 huy chương vàng nếu như bơi lội Mỹ có KL xe thì bơi lội Australia có mỏ vàng Emma Mắc Nữ vận động viên 27 tuổi người Australia đổi màu huy chương mạnh mẽ tại Olympic 2020 với tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Qua đó cô trở thành người có nhiều huy chương nhất tại Olympic với 7 tấm huy chương các loại. Emma Mắc Công giành huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 50m, 100m tự do, tại các nội dung này cô đều phá kỷ lục Olympic. Cô cũng giành huy chương vàng đồng đội ở nội dung 4x100m tự do, 4x100m hỗn hợp. Ngoài ra Emma Mắc Công giành huy chương đồng ở các nội dung 100m bướm, 4x200m tự do và 4x100m tự do nam nữ. Với thành tích 11 huy chương có được tại các kỳ Olympic, 5 huy chương vàng, Emma Maccon đang là vận động viên bơi thành công nhất trong lịch sử Australia, 3, Kali Keo. ba huy chương vàng kình ngư trẻ 20 tuổi cũng họ Keo đến từ xứ sở chuột túi mới lần đầu tiên tham dự Olympic, không có quan hệ huyết thống với Emma Maccon. Kali Keo thành công ở nội dung bơi ở cự ly 100m và 200m. Ngoài ra cô cũng là thành viên của đội nữ Australia giành huy chương vàng ở 4x100m hỗn hợp, huy chương đồng 4x100m tự do nam nữ. Kali Keo thiết lập kỷ lục Olympic ở nội dung 200 x, hiện tại cô cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này, ở tuổi 20. Độ tuổi vẫn còn là một vận động viên trẻ, Kali Keo đang là vận động viên giàu tiềm năng của Australia. Thậm chí cô hoàn toàn có khả năng đe dọa vị thế số 1 của Emma McCong, 4, Ansan. Ba huy chương vàng bất chấp những áp lực từ quê nhà liên quan tới mái tóc cắt ngắn của mình. Cung thủ 20 tuổi người Hàn Quốc vẫn thi đấu rất xuất sắc tại Olympic 2020. An San giành cả 3 huy chương vàng ở nội dung cung một giây bao gồm huy chương vàng cá nhân, huy chương vàng đồng đội nữ, huy chương vàng đôi nam nữ. Nữ cung thủ người Hàn Quốc cũng đã thiết lập kỷ lục điểm số cá nhân ở nội dung cung một giây với 680 điểm. 4. Lisa katon 3 huy chương vàng vận động viên đua thuyền người New Zealand nối tiếp chuỗi thành công của cô tại Olympic. Sau khi có 2 tấm huy chương vàng ở Olympic 2016, Carton tiếp tục thành công ở Olympic 2020 với 3 tấm huy chương vàng. Các huy chương mà caton giành được ở các nội dung ca 200m và 500m một người, ca 500m hai người, 4, Helen Thompson, Heza, ba huy chương vàng có rất nhiều vận động viên điền kinh thành công ở Olympic 2020, giành hơn một huy chương, nhưng chỉ duy nhất Helen Thompson, Heza có ba tấm huy chương vàng. Nữ vận động viên người Jamaica giành những tấm huy chương vàng danh giá nhất ở bộ môn điền kinh khi chinh phục được cự ly 100m và 200m. Ngoài ra cô cũng là thành viên của đội nữ Jamaica vô địch nội dung 4x100m với 10.61 giây, Thompson Heza đã thiết lập kỷ lục mới tại Olympic trên đường chạy 100m dành cho nữ.